Chào các em, hôm nay thầy hướng dẫn các em giải V-Olympic khối 7 dòng số 4 ha. Thì thầy thấy những cái vòng nó cũng dễ, các em hoàn toàn có thể tự làm trước ha, cho nên thầy làm trẻ trẻ một chút, sau đó các em coi lại cái cách làm của các em với của thầy, mình so sánh với nhau để học được những cái hay của thầy vậy nha. Và nhớ đăng ký cái trang web của thầy, đăng ký kênh YouTube của thầy, rồi chia sẻ trên Facebook ha. Nếu ít người quá thì không có động lực, thầy không có làm đâu. Vậy nha. Rồi, bài 7, vòng 4. Nhớ chia sẻ nhiều lên, nhiều bạn vô coi thì thầy mới có động lực, thầy giúp các em làm. Còn không là thầy nghĩ thì đi đá banh sướng hơn nha. Rồi, 12 con giáp. Câu hỏi số 1. Cái này thì các em rút gọn ha. Rút gọn từ từ nó hết nè. 2 bình rút gọn 2 bình, 3 bình rút gọn 3 bình. Rút gọn chéo, nó chết dần chết mòn hết. Cuối cùng là còn 1 bình trên 10 bình, tức là 1 trên 100. Rồi cái này các em học khóa học V71 chưa? Nếu học rồi thì các em thấy ok rồi đúng không? Cái phân số 2 trên x bình phương cộng 1. Thì các em thấy cái mẫu x bình phương này á thì thấp nhất là bằng 0. Như vậy là cái mẫu này nè thấp nhất là bằng 1. Cái mẫu thấp nhất bằng 1 thì lúc đó cái phân số này sẽ lớn nhất và sẽ bằng 2. Đó, một phân số thì mẫu càng nhỏ thì cái phân số nó sẽ càng lớn. Vậy muốn cái phân số này lớn nhất thì mẫu này phải nhỏ nhất. Mẫu nhỏ nhất thì mẫu phải bằng 1, lúc x bằng 0. Và bỏ tay đưa con bằng cho bao giờ? Thầy có khách chúc kem nhé. Rồi tiếp tục. Ok. Con trâu. Này các em cứ bấm máy cho thầy đi nhé. Bấm máy đi. Em nhìn cái mẫu kìa. Em nhìn cái mẫu. Cái mẫu của nó thực ra là gì? Cái mẫu của nó thực ra là 1 2016, mũ 0 là 1 đó, trừ cho trừ 8 nó thành cộng 8 đúng không, trừ cho 9 rồi cộng cho 1, mũ dễ sợ luôn, thực ra là bằng 1 thôi. Vậy cái mẫu của nó là 1 cộng 1 là 8, nữa là 10 trừ 9 là mẫu thực ra bằng 1. Còn tử thì các em tự lấy tử trừ đi, tử là 1,21 trừ cho 4,5 cộng 2,79. Vậy là cái tử là bằng âm 0,5. Đó, âm 0,5. Rồi tất cả mũ 3 nữa. Vậy là mình lấy âm 0,5 mũ 3 là bằng âm 1/2 mũ 3 là bằng âm 1/8 cái. Dễ mà, tôi biết dòng số 4 này dễ mà. Sau này có mấy cái vòng khó lắm. Năm ngoái thầy đã giảng 2-3 lần. Có cái mấy cái vòng nó khó lắm. Những vòng đó thầy sẽ giải sớm cho các em. Những vòng này các em tự cày chứ đi ha. Khổ cực rồi mới ngó đáp án của thầy chứ đừng có lúc nào cũng. Rồi. Giờ 3 mũ 18. Giờ mình tắt ra luôn đi. Ở tử là 3 mũ 18 nè, ở dưới là 5 mũ 18 nè. Đó. Rồi chia thì nhân với nghịch đảo. 9 mũ 8 lộn xuống dưới là thành 3 mũ 2 tất cả mũ 8 đúng không? Ở trên là 5 mũ 2 tất cả mũ 8. Tiếp tục. 5 mũ 2 tất cả mũ 8 là thành 5 mũ 16 đó kìa. Rút gọn với 5 mũ 18. Vậy ở dưới còn 5 mũ 2. Tương tự ở trên 3 mũ 18, ở dưới 3 mũ 16 và trên còn 3 mũ 2. Kết quả là 9/25. Con ngựa. Bài này thì cũng dễ thôi các bạn. 3 mũ 2 là thầy ghi 3 mũ 2. Còn 9 mũ 2. 9 mũ 2n thì thầy ghi là 3 mũ 2 tất cả mũ 2n và nhỏ hơn 3 mũ 5. Mình đổi đề tiếp, 3 mũ 2 sẽ nhỏ hơn 3 mũ 2 nhân 2n. Rồi nhỏ hơn 3 mũ 5.
ba cái lĩ thừa nhỏ hơn nhau thì suy ra ba cái mũ nhỏ hơn nhau, hai nhỏ hơn hai nhân hai n và nhỏ hơn 5, tức là gì? Hai nhỏ hơn 4n nhỏ hơn 5. Tới đây cái m này n chỉ có thể bằng 1 mà thôi. Cái n bằng 1 thì 4 nhân 1 mới bằng 4, lúc đó nó mới nằm giữa 2 với 5 thôi. Ngoài ra không còn số nào nữa đâu. Rồng. Trời ơi mấy cái bài dễ quá. Bỏ dấu trừ đi hết, bỏ dấu trừ hết đi. Thì số tìm số lớn nhất cho thầy. Đó sẽ là số 3/4 là 0,75 là lớn nhất. Thì gắn dấu trừ vô nó là nhỏ nhất nha. Con gà. Giá trị của biểu thức này trời ơi thì cứ bấm máy là xong mà. Còn không tính tay cũng được. Trừ 5,4 mà cộng 2,3 thì bằng trừ 3,1, lấy giá trị tuyệt đối là ra 3,1. Rồi 3,2 trừ 3,1 là bằng 0,1 nha. Quá xá dễ. Con heo. Những vòng tiếp theo mới khó cái. Những vòng tiếp theo mới khó khủng khiếp. Cái này các em có thể tính bằng máy luôn. Các em có thể dùng chức năng lưu nhớ mà thầy đã dạy trong khóa học V71 để làm đỡ bị sai ha. Cái thằng A nó sẽ bằng gì? Thằng A nó sẽ bằng, thực ra là cái này là 1 nè. Rồi cộng cho cái này cũng là 1 nè. Rồi cộng cho cái này thực ra cũng là 1 mà thôi. Các em tự tính đi. Ở dưới là 2 mũ 15. Như vậy nó sẽ bằng là 3 trên 2 mũ 15. Còn B thì bằng cái đó đúng không? Như vậy thầy tính tỷ số giữa A và B, tức là thầy lấy A chia B các bạn. A chia B ha. A chia B thì bằng cái này chia cho cái kia, tức là chia cho 6 mũ 2 trên 2 mũ 16. Rồi, nhân nghịch đảo. Nhân nghịch đảo lại. Này chắc các em tự làm được mà. Đảo ngược lại. 2 mũ 16 lên trên, còn 6 mũ 2 xuống dưới. Rút gọn. Ở trên là còn một số 2. 2 mũ 15 với 2 mũ 16 ở trên còn số 2. Ở dưới rút số 3 vậy, ở dưới là còn 6 nhân 2 là bằng 12, như vậy kết quả bằng 1/6 các bạn. Vậy nha. Kiểm tra lại chứ sai cái chết ạ. 3 trên 2 mũ 15 chia cho 36 trên 2 mũ 16. Đúng 1/6 kìa. Con khỉ. Cái này thì mình tính tay cũng được, mình tính máy cũng được. Tính tay đi cho đỡ ấy nấy lương tâm à. Rồi các em để ý cái tử này nè, 3 mũ 2 nhân 3 mũ 4 là thành 3 mũ 6. Còn ở dưới 6 mũ 5 nhân 9. Thôi rút gọn ấy, 3 mũ 2 này là 9 nè, rút gọn có 9 là hết nè. Vậy còn 3 mũ 4 trên 6 mũ 5 thôi. 3 mũ 4 nhân 6 mũ 5 tất cả mũ 4. Rồi chia cho bên kia. Kia là 2 mũ 4. 2 mũ 4 ở dưới là 64, chính là 2 mũ 6 các em. Đọc 2 mũ 8 nhé. 2 mũ 6, 2 mũ 6 đúng rồi. 2 mũ 6 là 64, được bằng tất cả mũ 12 nữa. Giờ 2 mũ 4 rút gọn với 2 mũ 6 là trên này là mất 2 mũ 4 còn 1 thôi. Còn ở dưới này còn 2 mũ 2. Vậy ha. Rồi thầy biến đổi tiếp. Bên này là 3 mũ 4, tất cả mũ 4 là thành 3 mũ 16 nè. Ở dưới này là 6 mũ 20. Chia thì nhân nghịch đảo là 2 mũ 24. 2 nhân 12 là 2 mũ 24, ở dưới là 1. Rồi, tiếp tục. Giờ thầy có thể lấy tử nhân tử, mẫu nhân mẫu ha. 3 mũ 16 nhân 2 mũ 24. Ở dưới 6 mũ 20 là thành 3 mũ 20 nhân 2 mũ 20 bằng tiếp rút gọn. Trên này 2 mũ 24, dưới này 2 mũ 20, như vậy mũ nhỏ mất đi, còn ở trên còn 2 mũ 4. Này 3 mũ 16, mũ nhỏ mất đi, còn ở dưới là còn 3 mũ 4 ha. Như vậy kết quả là bằng 2 mũ 4 trên 3 mũ 4, tức là 16.
trên 81 dễ ha. Sao dễ vậy ta? Con chó. Đây là bài toán chọn lựa ở trong khoa học V71 nha. Từ 4 chữ số này ta có bao nhiêu số? Có 3 chữ số khác nhau, chia hết cho 3. Số chia hết cho 3 thì tổng các chữ số và chia hết cho 3. Bây giờ các em thấy 1 1 cộng 2 cộng 3 là có thể chia hết cho 3 nè. Như vậy từ đây ta lập nhóm được nhiều số. Ta sẽ lập được tất cả là 6 số. Đúng không? 6 số có 3 chữ số khác nhau chia cho 3. 1, 2, 3, 1, 3, 2, 3, 2, 1, 3, 1, 2. Đó, 2, 3, 1, 2, 1, 3, vân vân. Hết rồi đó. À còn nữa, 2, 3, 5 nữa chứ. 2, 3, 5. À đâu có, 2, 3, 4. 2, 3, 4 cộng lại là bằng bao nhiêu? Là bằng 9. 9 cũng chia cho 3. Đơn giản, từ đây mình có 6 số nữa. Bài toán chọn lựa thôi. 2, 3, 4, 2, 4, 3, 3, 2, 4, 3, 4, 2, 4, 2, 3, 4, 3, 2. Vậy là có 12 số. Chuẩn nè. 1, 2, 4 được không? Không được đúng không? 1, 2, 3 rồi. 2, 3, 4 rồi. 1, 3, 4 không được. 1, 2, 4. 1, 2, 4 không được. Rồi, hết rồi. 12 số kìa. Bài tiếp theo, bức tranh bí ẩn. Cái vòng này nó dễ, thành ra thầy giải muộn. Mai mốt những vòng sau thầy sẽ giải sớm luôn, nó ra cái thầy giải liền. Câu hỏi 1. Ý cha. Oh my god. Oh my god của baby, yeah. Kinh vậy. Giờ thầy đặt A bằng này đi. Thầy bằng 1 trên 2 mũ 0 cộng cho 1 trên 2 mũ 1 1 trên 2 mũ 3 2 mũ 2 chứ nhỉ, cộng vân vân vân. Một ngày đẹp trời cộng tới 1 trên 2 mũ 10. Cái này hơi khó hiểu, cái này dành cho học sinh giỏi thôi. Học sinh yếu chịu không nổi bài này đâu. Rồi, từ đây thầy lấy A, thầy nhân cho 1 phần 2. Như vậy là cả cái đám này thầy đem nhân cho 1 phần 2 nè, thầy để trong mặt. Nhân cho 1 phần 2. Giờ dùng tính chất phân phối nha. Sau khi dùng tính chất phân phối thì các em... cái tổng này nhân cho 1 phần 2 thì tần số hạng này sẽ nhân cho 1 phần 2 rồi cộng các kết quả lại. Vậy cái này mà nhân cho 1 phần 2 á thì nó sẽ thành là 1 phần 2 mũ 0 nhân cho 2, tức là thành 1 phần 2 mũ 1. Rồi tương tự mấy cái anh này nè, cái mũ của anh sẽ nâng lên một nấc. 1 trên 2 mũ 1 sinh 1 trên 2 mũ 2. Đây ở đây thầy viết sai đề nè. Ở đây số 2, ở đây số 2. Như vậy là bây giờ 0 thành 1, 1 thành 2, 2 thành 3, còn chỗ 10 này sẽ thành 11. Giờ đó, rồi giờ các em để ý nha. A thì bằng cái này. À, để ý nè. Để ý là A thì bằng cái này. Còn A nhân 1 phần 2 thì lại bằng cái này. Đó. Bây giờ thầy lấy hai phe này thầy trừ cho nhau. Suy ra cái phe trên là A trừ cho cái phe dưới, trừ cho cái phe này. Như vậy là lấy cái đám trên đánh cái đám dưới thôi. Thì các em thấy thằng này trừ này chết, thằng này trừ này chết, thằng này cũng sẽ bị chết bởi vì trong này có một thằng trừ nó. Rồi 1 phần 2 mũ 10 này, ở đây có trừ chết này. Thì cuối cùng chỉ còn thằng này sống với lại thằng này sống thôi. Vậy là nó còn lại 1 trên
2 mũ 0 trừ cho cái 1 trên 2 mũ 11. Đó, hiểu nổi không chưa? Rồi, một phe là A, còn một phe là A nhân 1 phần 2 tức là một nửa A, trừ nhau thì còn lại một nửa A. 1 phần 2 A. Kết quả nó sẽ là bên này nè. Mẫu chung của nó sẽ là 2 mũ 11. Còn cái tử là mình quy đồng ha. Tử là thành 2 mũ 11 trừ cho 1. Cái này thực ra là 1 cái. 2 mũ 0 là 1, 1 phần 1 thì ta ghi 1 cũng được. Vậy nó ra 2 mũ 11 trừ 1 trên 2 mũ 11. Mà đó là 1 phần 2 A nha. Một nửa A đó, gấp đôi lên. Vậy suy ra A sẽ bằng cái này gấp đôi lên. Tôi lấy cái này nhân 2 này. Mình nhân 2 á thì nó rút gọn với cái ở dưới. 2 này rút gọn với 2 mũ 11, vậy số 2 này mất đi. Còn 2 mũ 10 thôi. Đây là kết quả cuối cùng này. Đó, kết quả cuối cùng. Và các em thấy nó chính là kết quả này. 1 chia cho cái này thì nhân đảo ngược lên nó ra này. Trường mới câu hỏi 1 gặp cái đó khó rồi. Mũ 0 thì bằng 1 thôi, trời ơi hỏi lẳng xẹt. Bằng 1 thì nó ra cái này nè. Dấu âm mũ lẻ, học V71 rồi thì ra âm 2016 cộng 2017 là bằng 1. Câu hỏi 3. Giá trị x dương thỏa mãn cái này. Giờ số nào bình phương lên bằng 4 phần 9. Các em coi cái ngoặc đơn này như là một số chưa biết. Số chưa biết này bình phương lên bằng 4 phần 9. Vậy số chưa biết đó sẽ bằng 4 phần 9 hoặc là trừ 4 phần 9. Hai đáp án là. Bây giờ ta cần x dương vậy. Thôi các em lấy đáp án dương đi. 4 phần 9 thì may ra x nó mới ra dương được. Vậy x sẽ bằng 4 phần 9 trừ cho 3 phần 5. Vậy đáp án ra âm kìa. Ra âm 7. À, 2 phần 3 chứ nhỉ. Số bình phương lên bằng 4 phần 9 thì nó phải bằng cộng trừ 2 phần 3. Xin lỗi trời đất. Đó, cộng trừ 2 phần 3 mới đúng. Bây giờ ta lấy số dương này thì may ra x dương. 2 phần 3 trừ cho 3 phần 5. 1 phần 15. Kết quả là 1 phần 15 các bạn. 1 phần 15 là cái nào? Chắc là cái này. Cái này thì không thể rồi. Cái này không thể rồi. Cái này không có phân số. Cái này không thể rồi. Cái này không thể. Cái này không thể. Giờ tôi mi cái này này. Các em lấy máy tính bấm nó thử coi. 32 trên 27 nhân cho 36 nhân nghịch đảo trên 2 mũ 6 là 64 chia cho 10 đúng 1 phần 15 luôn. Rồi tìm số x nguyên âm thỏa mãn cái này. 17,5 xin lỗi 17 phần 5 là nó bằng 3,4, còn 21 chia 5 là nó cỡ 4,2 đúng không? Như vậy cái giá trị tuyệt đối của x đó. Như vậy cái giá trị tuyệt đối của x nè là nó sẽ rớt vô giữa đó. Vậy suy ra là giá trị tuyệt đối của x sẽ bằng 4. Từ đây suy ra x bằng cộng hoặc trừ 4, hai số lận. Mà ở đây người ta nói số âm vậy thì mình lấy số âm 4. Đây kìa, tuyệt đối x bằng 4 mà x âm đó, khớp luôn này. Số nguyên âm nhỏ nhất có hai chữ số chia hết cho 5. Vậy là âm 95 đúng không? 95 là lớn nhất chia trên 5 có hai chữ số. Âm 95. Đây không thể, không thể. Không thể, không thể, không thể. Dạ đây. Thử à. Âm 10, âm 6 là 16. Âm 16 tuyệt đối là 16 nhân cho trừ 6. Cộng 1. Đúng âm 95 luôn. Câu 6. Cái này các em học trong khóa học V71 thì các em mới hiểu nổi ha. À, trong V71 thì các em mới hiểu nổi. Còn không là các em chịu thôi. Đăng ký ngay khóa học V71. Rồi các em chia sẻ cái trang web của thầy nè. Trang xét trang web của thầy là buồnnguyenluận.com nè. Đây thầy vào trang web của thầy nè. Thầy gọi
Rồi, kem vô cái phần giới thiệu của thầy. Nếu muốn đăng ký học toán trên mạng thì nhấp vào đây. Đăng ký lúc nào cũng được hết á. Phần giới thiệu. Nó có cái trang web của thầy nữa nè. Trang web toán thầy luận, kem vào đây. Facebook cũng luận. Rồi kem vô đây bài nào mà khó rồi thì các em gửi lên đây để các bạn cùng nhau giải. Mà bài nào các em cũng bí á, thì thầy sẽ ra tay, được chưa? Mà phải phải chia sẻ nhiều lên thì thầy mới có nhiều người coi, thì mới có động lực thì làm nhé. Còn không thì vài bữa là giải tán mệt lắm ha. Cố gắng chia sẻ ra càng nhiều càng tốt đấy. Rồi bây giờ nè, hôm trước thầy có dạy rồi, giá trị tuyệt đối A cộng cho giá trị tuyệt đối B. Trong khóa học về 71 thầy cũng có giảng rất kỹ về cái loại này. Nó luôn luôn lớn hoặc bằng giá trị tuyệt đối của A cộng B. Đây là cái bí quyết để giải bài này. Trang web của thầy là buinluon.com nên các em nhé. Vài bữa mà thầy rảnh thì thầy dạy thêm toán trên mạng, lúc đó thầy thông báo sau. Còn bây giờ dạy giải toán trên mạng thì thầy đã dạy rồi đó. Đăng ký lúc nào cũng được. Như vậy ta có giá trị tuyệt đối. Để thầy chỉnh cái này xíu à. Rồi thầy chỉnh xong rồi các. Giá trị tuyệt đối A cộng giá trị tuyệt đối B thì luôn luôn lớn bằng giá trị tuyệt đối của A cộng B. Đó là chân lý. Còn tại sao thì xem khóa học V71 nhé. Như vậy thầy có giá trị tuyệt đối 2x cộng 3 cộng cho giá trị tuyệt đối của 1 trừ 2x. Các anh em nhớ là giá trị tuyệt đối của 2x trừ 1 thì cũng bằng giá trị tuyệt đối của 1 trừ 2x thôi. Nhưng mà thầy đổi lại á, thì lúc gộp lại nó mới mất x đi nhé. Nó sẽ lớn hơn bằng giá trị tuyệt đối của 2x cộng 3 cộng 1 trừ do 2x. Tức là nó sẽ lớn hơn bằng cái gì? Đây, 2x trừ 2x là hết, nên là còn giá trị tuyệt đối của 4. Thì tóm lại nó sẽ lớn hơn bằng 4 ha. 4, giá trị nhỏ nhất là 4. Đây. Câu số 8, số phần tử của tập hợp này là 8 phần tử. Từ 1 tới 8 thôi. Số nguyên nằm bên trái số 0 và bên phải số âm 13 và 12 sẽ là một số âm. Nằm bên trái số 0 thì sẽ là một số âm. Nhỏ hơn 0 mà. Không thể là cái này, không thể là cái này. Vậy là cái này. Mà đúng cái này giá trị nhỏ nhất của nó là bằng âm 1, đạt được khi x cộng 1 bằng 0, tức là x bằng âm 1 luôn. Các em coi khóa học V71 nha. Giờ thầy không có thời gian mà giải thích dài dòng chỗ đó đâu. Câu 7. Cái này như nãy mình làm rồi. Nó bằng cái này nè. Nha. Hồi nãy có bài nào đó hồi nãy ấy. Chính là cái đề này luôn. Quay tay ơi. Rồi. Ta qua cái vòng thi bài thi số 3. Nãy giờ toàn cái bài dễ không? Chán quá. Chả có bài nào mà giúp làm cho mình suy nghĩ nhiều cả đúng không các? Mẹ bị sao vậy? Rồi. Treo là hả? Rồi, thầy sẽ giải tất cả các ô cho các em luôn. Tập hợp này có bao nhiêu số nguyên tố? Các em tự đếm đi. 2, 3, 5, 7. 2, 3, 5, 7, 11, 13 và 10, 17. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 7. 3, 4, 7 số. À,
những số nhỏ hơn không là số âm, và những số mũ lẻ, mũ chẵn thì ra số dương kia. Nghĩa là mình có một mũ 1, 1, 3, 5, 7 cho tới 19 ha. 1, 3, 5, 7 cho tới 19. Vậy là mũ 1 cho tới mũ 19 thì âm. Lấy 19 trừ 1 là bằng 18. Chia đôi là 9, 9 cộng 1 là bằng 10. Vậy có 10 số, em tự đếm đi. Đấy, cuối chữ đầu chia khoảng cách cộng 1 á. Cái này xem khóa học V71 nha. Trừ của cái giá trị tuyệt đối này là cao nhất là bằng 0, như vậy giá trị lớn nhất là bằng âm 11. Đạt được khi x bằng trừ 2. Còn tại sao lại như thế? Muốn hiểu kỹ và sâu sắc và tất cả những bài toán về giá trị lớn nhất, nhỏ nhất, cái dính với tuyệt đối á, các em xem khóa học V71 của thầy nhé. Đăng ký nè, ấn nút đăng ký nè. Đó. Xong rồi mình kéo xuống khóa học V71, nhấp vô đây. Nhấp vô đây. Rồi có video hướng dẫn cách đăng ký, mình nhấp vô đây. Rồi giờ các em đăng ký thôi. Đăng ký ha. Đăng ký đã đời. Điền đầy đủ nha. Và đang quan trọng là lúc cuối các em nhớ ấn nút gửi cho thầy. Có nhiều bạn đăng ký đã đời rồi. Ở cái phần cuối này nó có một cái nút gửi nè. Nút gửi. Phải ấn nút gửi nha. Submit nè. Còn mọi thứ thì làm ơn đọc cho kỹ. Đọc kỹ cái ô này thầy tô đỏ nè. Vậy các bạn nhé. So sánh cái này thì thầy dùng cái kỹ thuật so sánh nhanh mà thầy đã dạy trong khóa học V71 thì làm nhanh lắm. Mà ở đây cũng đâu cần kỹ thuật đó. Ở đây là mũ lẻ ha, mũ lẻ thì nó ra âm, còn mũ chẵn thì ra dương. Lũy thừa cơ số âm mà mũ lẻ ra số âm, mũ chẵn ra dương, vậy là một âm một dương làm sao mà so sánh được. Thì số âm chắc chắn phải nhỏ hơn số dương rồi chứ. Nói gì nữa, tính toán gì thì nó mệt. Trời đất. À, bài này thì hai thằng đều mũ lẻ hết. Vậy là nó ra số âm. Để các em tạm quên dấu âm, để các em so sánh 1 phần 3 mũ 41 với 1 phần 5 mũ 27. Vậy thầy sẽ so sánh 3 mũ 41 với lại 5 mũ 27 đó. Coi thằng nào hơn, thằng nào thua nhé. Bây giờ mới cần tới cái kỹ thuật trong khóa học V71 nè. Thầy làm nhanh bằng kỹ thuật đó trên máy tính. Như vậy trên máy chỉ dùng vài giây thôi thì nó ra lớn hơn kia. Số này lớn hơn. Còn nếu là toán tự luận thì mình giải thích tại sao nó lớn hơn nhé. Thì thầy sẽ giải thích như sau. Rồi, ta sẽ làm như thế này các bạn. Nếu là tự luận người ta làm thế này, 3 mũ 41 thì bằng 3 mũ 2 nhân cho 3 mũ 39, đúng không? Còn cái phe 5 mũ 27 á, thì sẽ bằng 5 nhân cho 5 mũ 26. Rồi, ở trên này á, 3 mũ 2 là 9 nhân cho 3 mũ 39 thì thầy ghi là 3 mũ 3 tất cả mũ 13. Hiểu nổi không? Còn dưới này là bằng 5 nhân cho 5 mũ 2 tất cả mũ 13. Không tin các em cứ nhân lại. 3 nhân 13 là 39, 2 nhân 13 là 26. Thì bên này là bằng 9 nhân cho 3 mũ 3 là 27 mũ 13. Còn dưới này á là bằng 5 nhân cho 5 mũ 2 là 25 mũ 13. Giờ so đi. 9 thì lớn hơn 5. Còn 27 thì lớn hơn 25. Mũ 13 thì giống nhau, vậy phe này lớn hẳn phe này gì nữa. 9 thì đã lớn hơn 5 rồi. Còn 27 thì lớn hơn 25 nữa, còn mũ 13 là coi như là giống nhau đi. Vậy cái này chắc chắn lớn hơn luôn. Hiểu nổi không? Tóm lại là anh này lớn hơn anh này. Nhưng mà khi đảo ngược lại thì lại nhỏ hơn. 1 trên 3 mũ 41 thì lại sẽ nhỏ hơn 1 trên 5 mũ 27. Vậy các em nhé.
giờ gắn dấu trừ vô thì lại quay lại một lần nữa, gắn dấu trừ vô thì thành số âm, thì anh này lớn hơn. Khổ vậy. Vậy thì trở về cái đề bài hồi nãy là có dấu trừ nè, đúng không? Vậy là lớn hơn kìa, đau đầu ha. Rồi ta giải tiếp câu này coi nó khó cỡ nào. Số nguyên x làm sao cho cái này đạt giá trị nhỏ nhất? À thì cái này các em coi coi trong cái khóa học V71 của thầy thôi nha, coi trong khóa học V71 thôi. Thì nó có cái định luật này nè, a cộng giá trị tuyệt đối của b sẽ lớn hơn bằng giá trị tuyệt đối của a cộng b. Đó. Như vậy là cái này làm giống cái bài hồi nãy á, thì các em sẽ đạt được giá trị lớn nhất. Đặt xin lỗi, đạt giá trị nhỏ nhất. Thì lớn đạt giá trị nhỏ nhất là đây. Giá trị tối của x cộng cho 1,5 rồi cộng cho giá trị tuyệt đối của x trừ 2 thì lại gần 2 trừ x lớn hơn một bằng giá trị tuyệt đối của x cộng 1,5 cộng 2 trừ x. Như vậy là giá trị lúc đó nó sẽ là bằng 3,5. Đó, giá trị nhỏ nhất là 3,5. Và đạt được khi nào? 3,5 đạt được khi các em coi trong khóa học V71 thì sẽ đạt được khi các em cứ nhớ trên này là nó sẽ đạt giá trị nhỏ nhất khi a nhân b là lớn hơn bằng 0. Ha. Như vậy dưới này là sẽ đạt được là khi x cộng 1,5 nhân cho 2 trừ x lớn hơn bằng 0. Nó x bằng bao nhiêu bằng? Nhưng mà lúc hai này nhân lại thì phải tạo thành kết quả lớn hơn bằng 0. Như vậy ta có trường hợp 1 này. À, muốn hai này nhân nhau lớn bằng 0 thì hai cái này phải cùng dấu. Thì x cộng 1,5 nó sẽ là phải lớn hơn bằng 0. Rồi 2 trừ x. 2 trừ x nó phải lớn hơn bằng 0 luôn. Và từ đây các bạn suy ra là muốn 1 cộng 1,5 lớn bằng 0 thì 1 phải luôn luôn lớn hơn hoặc thấp nhất là bằng trừ 1,5. Còn không thấp nhất bằng trừ 1,5 thì nó phải bằng trừ 1,4 trừ 1,3 thì cộng vô nó mới ra lớn hơn 0 chứ. Còn 2 trừ x muốn lớn hơn 0 thì x phải nhỏ hơn 2. Nó bằng 1,9, 1,8, 1,7 v.v. đúng không? Thì trừ nó mới ra dương nhé. Ở đây là trừ x thay gõ lộn. X. Vậy từ đây các bạn suy ra là trừ 1,5 là phải nhỏ hơn x. X phải nhỏ hơn 1 bằng 2. Có rất nhiều số nguyên nằm trong vùng này. Đó. Số x nguyên để cho cái này đạt giá trị nhỏ nhất. Số x nguyên để cho cái này đạt giá trị nhỏ nhất. Như vậy trong này nó có số nguyên x sẽ bằng mấy? Trừ 2. Trừ 1 chứ nhỉ? Trừ 1 là bắt đầu lớn hơn trừ 1,5. Rồi tới 0. Rồi tới 1. Rồi tới 2. Vậy là có 4 số rồi đó. Còn một trường hợp nữa kìa. Muốn hai này nhân nhau dương lớn hơn bằng 0 á, thì cái này có thể nhỏ hơn bằng 0 cũng được. Cái này nhỏ hơn bằng 0 cũng được. Lúc đó bên này là nhỏ hơn 1. X phải nhỏ hơn trừ 1,5, tức là trừ 1,6, trừ 1,7 thì cộng vô nó mới ra âm nhé, đúng không? Còn bên này x phải lớn hơn bằng 2. Thì lúc lấy 2 trừ cho số lớn hơn 2 nó mới ra âm chứ. Tới đây các em suy nghĩ coi. Có số x nào nhỏ hơn trừ 1,5 mà đồng thời lớn hơn 2 không? Không có đúng không? Làm gì có. Đã lớn 2 thì cũng thể nhỏ hơn trừ 1,5. Đã nhỏ hơn trừ 1,5 thì cũng thể lớn 2. Thì đã là đàn ông làm sao đẻ con được? Mà đã đẻ con thì làm sao là đàn ông được? Hai này nó giống vậy. Vừa đòi là đàn ông rồi vừa đòi đẻ con. Không có. Vậy chỉ có trường hợp trên là hợp lý thôi. Vậy là ta có là trừ 1, 0, 1 và 2. Đó. Còn câu nữa thôi. Câu nữa thôi các em tự giải đi nha. Thầy không rảnh. Các em đăng ký cái trang web của thầy
rồi chia sẻ ra nữa nha. Các em nhớ là phải chia sẻ cái Facebook của thầy nha. Không là ít người coi quá, ít người xem vào quá thì thầy cũng thiếu động lực. Vài bữa thầy lười thì không có làm đâu. Mà thầy không làm thì những em rất nhiều tỉnh còn thi đó. Phải cả 2 phần 3 số tỉnh trên nước Việt Nam này vẫn thi viên bích nha. Một vài tỉnh lẻ tẻ họ không thi. Thì thôi, họ thiệt thòi đó. Vậy nha các em nhé. Rồi, bye bye các em. Sân chơi này rất là hay, nên chơi. Vào kênh YouTube của thầy, các em vào trang web của thầy, vào phần giới thiệu thì các em sẽ thấy là đường dẫn tới kênh YouTube của thầy và đường dẫn tới cái kênh toán thầy luận, cái Facebook toán thầy luận. Vào đó ha. Bye bye, tạm biệt.